chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì cái cột này thì mình vừa mới ụp xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái chỉ đồ cột này cho anh em xem nha. Cái cách làm cái chỉ đồ cột bên mình cũng như là cái mẫu chỉ đồ cột của mình. Thì ở đây mình ụp thì mình có chưa là hai phần. Phần trên này là cái phần chỉ đầu cột. Phần này là phần cổ này. Còn phần này là phần chỉ cổ này. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho anh em xem nha, rồi mình tiến hành làm nha. Kích thước mình trưa phần cổ ở đây là 18 phân rưỡi, thì nếu mình đắp 18 phân rưỡi hoặc 19 phân cũng được nha. Cái thích kích thước cổ này là 10 phân và cái kích thước chỉ cổ này là 8 phân. Tổng thể của nó là 37 nha anh em. 37 nha. Thì cái chỉ cổ này, đầu trụ này thì nó không vào rơi vào một kích thước cố định nào nha anh em. Vì theo cái cột to thì mình làm cái chỉ nó rộng ra. Còn cái cột nó nhỏ khoảng tầm 30 phân hoặc 25 phân thì mình sẽ làm cái chỉ nó gòn lên lại cho nó đẹp nhé.